Nếu mà em nói anh, nếu mà em mà có tội thật sự á, thì hôm nay anh nghĩ rồi, em đừng ngồi đây sao, 30 tháng 4 người ta sẽ đem đi trước 30 tháng 4. Mà giờ em sẽ đã qua 30 tháng 4 thì em sẽ cho anh một cái lời bất ngờ, gọi là một cái bất ngờ bất ngờ luôn. Nói em ở với con gái em, anh trai công an người ta chưa chứng cứ nữa mà tại sao anh nói vậy anh? Em sẽ đi nè. Em không có làm. Ủa anh nghĩ sao con của em mà bây giờ nó đi ra ngoài chòi thì nó ngủ giường em ngủ võng, mà anh có thừa hiểu cái câu đó hay không? Trong khi đó anh phải lắng nghe em nói. Đâu cha ngủ với con mình Thì đâu. tôi nói anh á, tôi nói anh nghe nè, mỗi một cái gia đình, mỗi một mỗi cây mỗi hoa mỗi lá mỗi cảnh, cuộc sống của tụi tôi nghèo khổ, sống rừng sống rú, sống bờ sống bụi, thì tụi tôi sống cái tư cách như vậy. Gọi là bây giờ con tôi á, anh bình luận tốt thì tôi cũng cảm ơn anh. Thì anh nói em nói anh nói thì em cảm ơn anh. Quý vị khán giả nào gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc là có những chuyện muốn giúp đỡ trong xã hội, muốn nhờ anh em Huy Hùng giúp đỡ thì hãy gọi điện thoại trên màn hình. Mình sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình và miễn phí. Xin cảm ơn toàn thể quý vị các bạn. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay, thì cái câu chuyện của anh Thạch Sarin và con gái cùng với người vợ của mình trong thời gian qua xảy ra cũng mang hai cái luồng ý kiến trái chiều trong dư luận, và thời gian gần đây vẫn liên tục xảy ra những cái luồng ý kiến trái chiều với nhau. Ở một bên thì vẫn tố cáo anh Thạch Sarin, và bên này anh Thạch Sarin vẫn khẳng định một điều là mình hoàn toàn vô tội. Thì hôm nay anh Thạch Sarin sẽ chia sẻ một số vấn đề mấu chốt quan trọng trong cái câu chuyện này để làm sáng tỏ. Xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng lắng nghe chi tiết. Em chào anh nhé. Chào. Hôm nay thấy mặt mũi sao bù xù quá vậy? Ngủ mới vậy. Tóc tai hôm trước còn thấy bổ đôi luống, hôm nay thấy không mất luống rồi. Mất cả. Tại vì ngủ mới vậy bà con của bác anh chị. Thì cái cuộc sống của anh từ bữa giờ nó sao rồi? Thì cũng ở nhà vậy, về nằm đợi kết quả. Thì xổ số kiến thiết mà mình đợi xổ số nhiều năm giờ mới biết ai giàu ai nghèo được. Bây giờ đang như vậy thì làm sao? Mình rồi. Giờ dư luận họ nói thì kệ. Thì thôi thì trước mắt thì cũng cố gắng lên. Nói chung chuyện gì xảy ra, nếu mình làm sai thì mình chịu. Còn mình không sai thì pháp luật sẽ công nhận cho mình điều đó. À. Thì hôm qua em cũng có trò chuyện với vợ của anh. À. Thì vợ anh cũng có nói một số điều. Chắc có lẽ anh cũng xem clip đó rồi ha. Đúng rồi. Thì trong cái quá trình chia sẻ của vợ anh á, thì anh nghe thấy những cái điều nào mà anh cảm thấy nó mâu thuẫn và nó không đúng, anh có thể chia sẻ cho khán giả hiểu rõ hơn. Không đúng là con gái tôi nói là một tháng là 10 triệu, 10 triệu. Mà tại sao con không có suy nghĩ á, con làm một tháng với chị, con với chị hai con đúng không? Con với chị hai con làm ở quán nhậu Lý Cường. Anh Lý Cường ở Bào Cạn á, con làm 5 tháng. Làm 5 tháng mà chi cơ, trong khi đó là một tháng bao nhiêu tiền con có biết chưa? Ngồi xuống dưới. Một tháng hả? Sao? Ngồi xuống dưới anh dễ ngồi hơn á. Em thấy anh ngồi lên nó khó ngồi. Được không sao. Đó. Một tháng con làm quán nhậu Lý Cường, hai chị em con làm một tháng 9 triệu. Con làm được 5 tháng. Rồi trong khi đó con làm được 5 tháng. Rồi trong khi đó hả, con qua làm ở trong công ty của bà Thắm, cô Thắm là con làm một tháng nhiêu? Có tháng 5 triệu có. Tháng đầu tiên con có 4 triệu mấy à. Có tháng 3 triệu, có tháng 2 triệu mấy. Có tháng 7 triệu. Có tháng hai chị em con có 7 triệu bạc. Có tháng chị con được có 1 triệu rưỡi à. Mà tại sao á, sáng con đi làm cái bữa 50 đứa, chị 50 thì em 50. Cái khi lãnh tiền thì ví dụ như cho con 1 triệu thì cho chị 2 triệu. Chứ đâu phải là cho tiền, con không có tiền mà chị con làm được tiền nhiều mà cho con nhiều hơn chị hai đâu. Cả chị lẫn em đều cho đều nhau hết. Chị 1 triệu thì em 1 triệu đi mua quần áo hay sắm này nọ. Còn sắm vàng vòng các thứ cho tụi con đeo nữa, chứ đâu phải là ba bỏ bê tụi con đâu. Mà bây giờ con nói con cho ba ví dụ như một tháng 10 triệu thì chị hai con 10 triệu. Hay vậy rồi mẹ con làm tháng 10 triệu nó 30 triệu thì ba lấy tiền nó bỏ đâu cho hết. Đâu có cần phải thiếu nợ như ngày hôm nay mà con nói là không biết ba đem đi đâu mà cứ trắng tay. Con nghĩ coi bây giờ đang làm đám cưới chị con. Đó. Thì đi về làm, trong khi đó đi về làm đám cưới với chị con thì phải tốn kém các thứ rồi.
tiền bạc. Mình nghèo mà đâu phải mình gia đình giàu đó. Mà trong khi đó là con nói cái câu mà gọi là bố thí cho ba nè. Cuộc đời ba không có ham đâu con. Ba làm gì tụi con chứ không phải là ba làm gì để bản thân ba đâu. Chứ con đừng có nói cái câu mà gọi là bố thí cho ổng đi. Con nói như vậy người ta không có cười ba đâu, người ta cười con đó. Đừng có nói nhiều nữa con. Bớt đi, coi như là con đừng có like share. Đây là ba like cái này nữa là coi như ba không có chia sẻ gì nữa đâu. Nhưng tụi con đừng có nghe lời những người ngoài đâm thọc nữa. Nó mất cái gia đình hạnh phúc của tụi con đó. Đó, bây giờ cha cũng không có đi chỗ tụi con để mà gọi là quấy gối mẹ con đâu. Đó là tại mẹ con với con hai người là gọi là nghe lời những người đằng sau lưng đâm chọt. Rồi bây giờ mất hạnh phúc gia đình chưa? Tai tiếng dòng họ mình mất gia đình, mất hạnh phúc chưa? Mà trong khi đó thưa gì? Thưa trong khi thưa một thì ba ở tù, hai thì hai mẹ con ở tù, chỉ có hai cách đó thôi. Một thì ba ở tù, hai thì con với mẹ ở tù. Mà con nghĩ coi nếu mà ba ở tù thì tụi con chắc vui lắm. Những người con và mẹ với những người đứng đằng sau lưng con rất vui. Nhưng khi đó cha rất là cực khổ và giàu lòng lao lý là con biết rồi. Chết sống không biết ngày nào ra, không có ngày ra. Còn tụi con nếu mà vô tù thì còn thằng cha này có thể đi thăm nuôi và đi thăm con hàng tháng và hàng tuần. Đó, tại sao mà ba làm những việc tốt mà không có được cái việc tốt, mà làm những việc tốt được tụi con trả ơn trả quán cho cha không à? Trong khi đó mẹ con đem con đi bỏ Vĩnh Long đứa, Phước Hưng đứa. Khi đó nếu mà ba không đem con về thì bây giờ mẹ con đã ở với thằng Ui rồi, có con này con kia rồi. Là nhỉ cái thằng Ui đối xử con thế nào? Hồi đó thằng Ui nó còn quánh con và quánh chị hai con nữa. Mà tại sao cái phần đó con không nghe kể lên hả? Mà con khai trên công an xã là con nói con không có mà quen bạn trai 26 tuổi. Mà bây giờ này trong mạng clip con ôm hung nhau có thứ con quen, đặt gọi là Honey, quen từ năm 2022 đến ngày năm 2023. Đó mà con chỉ nói trên mạng là gọi đi đâu á, cha mẹ người ta cũng đi theo hết. Cha mẹ đâu đi theo. Trong khi đó cha của thằng Ninh á là đang làm ở dưới Long An á, qua đám cưới chị con mới lên làm được 20 ngày. Làm được 20 ngày là em người ta chết, ta về dưới làm đám ma cho em người ta. Mà con nói đi làm đâu á, đi đâu cũng cha mẹ đi theo. Trừ phi một thằng con nít còn bị ẩm á thì người ta đi theo. Con này thằng bạn trai con đã 26 tuổi rồi hả, nó có một đời vợ rồi, mắc gì phải đi theo nó hả? Mà con nói chưa từng đi chơi với nó hả? Chứ hồi nào đó con với anh Ly với anh Ninh rồi đi với anh chồng Ly anh Na đó, đi ăn mì cay đó. Nó là ăn cái gì? Ăn mì cay cho nó là ăn cái gì? Rồi lúc thời gian mà ba đi mời đám cưới chị hai ở trên Bình Phước á, rồi chỉ còn con ở nhà đó với nó đó. Rồi con nghĩ con nói thời gian nào cũng cha mẹ ta ở bên cạnh. Con đừng có nói dối bản thân mình. Muốn đưa cha mình vào tù mà muốn đưa bạn gái mình coi, tới chừng người ta hỏi con á, rồi làm sao giờ bạn trai con như thế nào, thì con nói không muốn liên quan tới họ, không muốn làm phiền tới gia đình người ta. Đúng rồi, con có hiếu là thời buổi giờ con có hiếu nó như vậy. Con có hiếu nhất là thời buổi giờ là như vậy đó. Thà bảo vệ cho bạn trai mà không bảo vệ cho cha mình. Thà đem cha mình cái ngày đó là cái ngày tắm Phật, cái ngày người ta tắm Phật để gọi là rửa tội cho bản thân mình, để coi như là đừng mang tội. Mà trong khi đó con gái ruột của ba và vợ của ba, hai đứa đều tố ba là gọi là sàm sỡ và hiếp dâm, đưa ba cho người ta gọi là đưa vào vòng lao lý. Cái đó gọi là tụi con ở đời có đức hay đó con? Tụi con đó, tụi con nhìn lên đi, những gì tụi con làm trời Phật sẽ chứng xuống. Đó là tụi con làm. Còn riêng mẹ con á, từ xưa tới giờ ba sống không bao giờ đối xử ác với mẹ con đâu. Trong khi đó mẹ con nói là tiền bao nhiêu cha giữ hết. Cha chỉ đếm tiền lúc mà khi tụi con đưa tiền cho cha. Tụi con đưa tiền cho cha là cha đếm coi con được bao nhiêu. À, đằng chị hai được bao nhiêu để ba mừng, mừng cho tụi con. Mừng cho tụi con xong xuôi rồi, ví dụ như tháng đó mình trả tiền lãi đất người ta hết bao nhiêu. Rồi xong xuôi rồi á, mình mua là ăn hết nhiêu, sửa cho em hết nhiêu, tiền nhà trọ hết nhiêu, rồi còn nhiêu là mua 5 phân vàng gì đó cất. Sau này ví dụ như có bệnh có hoạn hay là có làm gì mình lại có tiền. Mà vợ anh nói là cái vấn đề tiền bạc là anh hoàn toàn anh quản lý hết, thì cái đó có đúng không? Không, tôi chỉ đếm tiền lúc con đem qua thôi. Khi con lãnh tiền trong công ty và thấm đem ra là tôi chỉ biết con đưa tiền xong tôi đếm. Thí dụ như đứa con lớn được 3 triệu, đứa con nhỏ được 4 triệu, thí dụ 10 triệu, thí dụ vậy. Nhưng mà xong rồi là tôi cho vợ tôi liền. Nếu mà vợ tôi phủ nhận là tôi không đưa lại, vợ tôi nói dốc như vậy là dám đốt nhang với tôi một bó bự không? Dám đốt nhang trước Phật Đất Cai với tôi một bó bự không? Nếu mà nói tôi cầm tiền hết. Có tháng nào mà vợ con anh đưa cho anh 10 triệu không? Đúng một tháng duy nhất.
Một tháng duy nhất. Đúng, còn mấy tháng kia là 8 triệu có, 7 triệu có, 5 triệu có, 4 triệu có, 3 triệu 10 triệu là một mình bé làm hay là của tức cả ba mẹ con? Tức là tăng ca đêm luôn, không một mình. À, một mình bé làm. Có lúc là tăng ca đêm nó 8 giờ mới về, 8 giờ, 8 giờ rưỡi á. Đó, có lúc là bé nó ham làm gì, nó có bạn bè, nó vui, nó ham làm. Thì cái đến cái chỗ vui đó nó mới đến, đi đến cái chỗ mà gọi là quan hệ, tôi nói bật mí nhỏ thôi. Dạ. Đó, thì cái chỗ đấy mình cứ tưởng là con nó gọi là... Thôi mà giờ tôi không nói gì nhiều cả, cái đó là cũng tương lai hạnh phúc gia đình của chúng tôi. Rồi, thế còn cái vấn đề mà anh nói là con anh, mà em cũng nghe trên mạng, trong hôm nay cũng nghe cái vấn đề là con anh bảo là có mối quan hệ đồng tính với một người cô gái nào đó. Thì cái vấn đề đó anh có biết không? Không, cái đấy là tôi không có quản lý vấn đề đó. Tôi cũng không biết và tôi cũng không mong muốn nói nhiều về cái phần đấy. Gọi là bây giờ nó chụp hình, nó đăng lên mạng phe với cộng đồng, thì bây giờ bạn của nó thấy bức xúc quá. Một người cha bị hại, bây giờ nó chụp hình lại đăng lên mạng, đó là tôi không có cản người ta được. Tại vì mạng viễn thông mà, đó là tự nó hạ nhục bản thân nó. Nhưng mà cái trang cá nhân của con gái anh hôm trước anh cũng có đúng không? Trang Facebook á? Có, nhưng mà con gái tôi sao bỏ hết rồi. Hôm trước là có rất nhiều hình ảnh video hả? Có, nó sao bỏ. Hôm nay còn gì không? Không, trong khi đó là bây giờ là có, nhưng mà tức là bạn của nó là chuyển về cho tôi. Đó, bạn của nó là bạn chăm anh, Lan Anh gì đó, bạn thân đó. À, là có người chụp được về gửi lại về cho anh? Chụp được, gửi kể cả tin nhắn luôn, gửi về cho tôi hết. Ồ. Cho nên bây giờ tôi giữ cái căn cứ này để gọi là cái chụp hình gọi là ôm ấp với Thạch Ninh, Ninh con trai của anh Sơn á. Đó là bây giờ là tôi có cái chứng cứ này hết, mà hỏi với một số anh em người ta nói á, con anh nó hiến thân, con anh là coi như là hy sinh, coi như là trao cho, coi như là không có kiện á. Nhưng mà tôi là người cha tôi kiện. Tại vì sao con tôi còn nhỏ. Anh kiện ai? Kiện vấn đề gì? Tôi kiện vấn đề là gọi là con tôi còn nhỏ mà ôm hung như thế này là gọi là như thế nào? Cái đó gọi là có đủ tố tụng hình sự hay không? Rồi có loại đưa ra lực được pháp hay không? Chứ con tôi còn nhỏ, trong khi đó anh là 26 tuổi, anh ôm anh hung con tôi như vậy là cái hành vi như vậy là hành vi như thế nào? Mà trong khi đó con tôi đang tuổi dậy thì hỏi nếu mà con tôi 17 tuổi thì có nói là cái đó là coi như là vì tình nguyện thì tôi chấp nhận. Còn cái này 14 tuổi mấy, lăng tuổi bảo vệ của quyền trẻ em. Nếu mà bên huyện, bên tỉnh nào mà nói mà cái đó không xử thì tôi phán kháng tận trung ương luôn á. Thật. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Trừ phi con tôi 17 tuổi thì tôi công nhận đúng không? Nó hiến dân hay là nó tình nguyện. Còn cái này con tôi mới có 14 tuổi mấy. Lúc thời kỳ quen. Mà bây giờ thì hỏi sao? Nhưng mà anh có nghĩ nếu mà ví dụ như con anh mà không làm gì sai hết thì bé đâu có phải xóa hết tất cả những dữ liệu trên Facebook qua làm gì hả? Đúng rồi, tất cả dữ liệu Facebook nó xóa tất, xóa nát hết. Đây là người ta thương tôi. Tại vì tôi ở đời tôi cũng có đức, cho nên là người ta chụp lại cái đó, người ta gửi lại cho tôi hết. Bây giờ tôi có trên này hết tất cả. Tôi có tất cả những video của con gái tôi. Tôi có cái bằng chứng. Có lưu lại hết rồi hả? Lưu lại hết. Lưu chứ, tôi không lưu là cái này cũng là cái bằng chứng đó. Nè, đó. Đây nè, đó. Ninh nó đang hung con tôi như thế này nè, gọi là cái này nè. Bây giờ tôi cũng nghe người ta nói thông tin là người ta đang kiện, ở dưới ta chuẩn bị kiện tôi nữa đó. Ai kiện anh? Thì tôi nghe nói thôi nhưng mà tôi không dám khẳng định là ai cả. Thì tôi mong rằng kiện tôi sớm là tôi đi hầu tòa. Tôi hầu tòa đó. Có nghĩa là bên nhà bạn trai của con gái anh kia đòi kiện anh hả? Tôi nghe cái mạng của cô Hống cô nói là người ta bên đằng trai, bên đằng phía bên trai đó, người ta đang chuẩn bị kiện tôi. Và tôi cũng mong được kiện sớm để tôi được hầu tòa, để được gặp cơ quan chức năng để tôi làm rõ vấn đề này đó. Bây giờ đó bà con thấy không, nó ôm hung như vậy, còn clip khác nữa, đây là chỉ có một cái clip thôi, còn nhiều lắm đó. Hỏi nếu mà nói mà tôi làm cha mà khắc khe con có thời gian đâu, mà con mà đi vậy nó nói với bà con là luôn luôn nào cha cũng bên cạnh, cha mẹ người ta bên cạnh. Như cái này là cái gì đây, cái này là cái gì, hỏi bà con mà thanh niên 26 tuổi mà còn cha mẹ nào bên cạnh nữa, cha mẹ nào bên cạnh không hợp lý. Giờ tôi hỏi nè, đây là cái gì, đây là cái tang chứng không, giờ dòng họ bên vợ của tôi nè, nhìn vô đây là cái gì hả, đây là cái gì, không lẽ đây là cái hình robot hay là tôi ghép? Tôi đâu phải thiên tài đâu, chữ tôi không biết, lấy gì tôi ghép.
Đó, cho nên là còn những cái bằng chứng gọi là ác độc nữa. Chứ tôi về tôi không có ai, cái này tôi chỉ có đưa lên công an thôi. Tôi cung cấp lên công an tất cả. Anh đưa công an chưa? Tôi đưa công an hết rồi. Rồi. Dạ. Đó. Chứ không phải đâu phải là tôi không đưa công an đâu. Nói chung là hôm qua mà vợ anh nói chuyện với em á thì thật sự là nghe cái giọng nói của vợ anh với con gái anh thì cũng có vẻ là rất là bức xúc với anh. Thì tôi nói bây bức giờ rất nhiều. Bây giờ nè. Nói không có đất thì có đất, nói không có cha thì lại có cha, nói mà nói không có tài sản thì lại có xe. Bây giờ nói tôi hiếp dâm con thì không có hiếp dâm con, bây giờ nói tôi lên mò thì tôi lại không có, tôi kháng cự là tôi không có, bây giờ lại nói vấn đề tiền thì lại tôi không có giữ tiền, đúng không? Tiền là đưa về hết tôi không giữ. Anh nghĩ coi, anh nghĩ coi, nó từ mà Long Phú nó chạy đi tiền đâu, tiền nó giữ hết, tôi không có một đồng bạc để ăn luôn, đem đi hết sạch luôn. Rồi trong khi đó bản thân tôi không có tiền ăn, mà trong khi đó ha, mà trong khi đó mà bây giờ nó lại lòi thêm cái đó nữa, lòi thêm cái đó nữa là tôi không nói. Nói cái đó là cái nhục nhã, nó càng nói ra nó càng nhục nhã thôi. Có cái thằng nào mà tự nhiên là nó mua nhiêu đó mà tự nhiên mất phân nửa, nó làm chi thì sao lỡ rồi anh nói luôn này. Tôi chỉ nói như vậy thôi, bỏ đi. Những người khùng điên như vợ tôi, không phải là tôi chửi nó khùng điên mà nó đã quá khùng đi. Nhưng mà mua ví dụ như lạc mắt đâu nhiều khi không, cái đó là em không có bình luận tới đâu, kệ nó muốn suy nghĩ như thế nào suy nghĩ đi. Chỉ những mấy người gọi là muốn đưa người ta vào chỗ chết. Nói chung là nhiều khi cái chuyện đó nó cũng có. Ví dụ như ở dãy phòng trọ đó có những đối tượng này đối tượng kia chẳng hạn. Cái đó là tôi không quan tâm đâu anh. Nói tóm lại là tôi không bình luận cái vấn đề này, bỏ qua quên. Rồi dư luận muốn nói như thế nào thì nói. Cái đó theo anh á thì anh với vợ anh có cái mâu thuẫn nào lớn mà anh nghĩ sao mà vợ con anh lại tố tụng anh như vậy? Có lý do nào? Thì bây giờ là bên nói tóm lại là giờ bên cơ quan chức năng đã có lời giải bày với tôi rồi. Nhưng hôm nay tôi cũng không giải bày với bà con làm gì cái phần đó để sau từ tháng 4 đúng rồi. Là bà con sẽ biết một cái hiệu quả để cho bà con của bác phải là nói chung là sẽ có kết quả sớm đúng trong rồi, từ giờ tới 30/4 thôi. Đúng rồi, mọi người cứ đón theo dõi. Qua 30/4 một tháng 5 nữa. Rồi anh Thạch Salin, anh có tội hay là không có tội thì cũng sớm có kết quả đúng không? Bà con có thấy tôi nụ cười tôi không? Đó, nụ cười của Thạch Salin. Nếu mà Thạch Salin mà gọi là có cái gì bác sĩ thì cái nụ cười không bao giờ hé trên môi. Anh đừng tự tin quá thế, không, cứ bình tĩnh. Không có tự tin đâu, tại vì con người mình sống thật. 30 chưa phải là Tết đâu. Hả? Đúng, nhưng mà con cái là mình không có sai. Mình cứ sống làm sao mình không sai, cả vợ con mình không sai. Đó. Vợ anh có nói là anh đi làm lúc nào cũng về trước khoảng tầm 4 giờ chiều là anh về rồi. Đó. Rồi anh mua thuốc ngủ về cho con gái anh uống để anh gọi là sàm sỡ đứa con gái lớn á. Thì cái thông tin đó có hay không? Cái chuyện trước hết là cái chuyện anh đi làm về sớm đi, sau thứ hai là cái chuyện thuốc ngủ. Hai vợ chồng tôi đều đi làm hồ. 7 giờ sáng vô ca. 11 giờ trưa nghỉ. 1 giờ vô ca. 5 giờ hai vợ chồng nghỉ. Mà đi có một chiếc xe, nếu mà 4 giờ tôi về rồi có thời gian đâu mà tôi đi chở vợ tôi. Ai chở vợ tôi về? Hỏi bà con làm hồ tất cả trên đất nước Việt Nam coi. Làm nhà tư hay là làm nhà nước gì cũng hồ vậy. 4 giờ về thì cũng hơi vô lý. 5 giờ mới về. Về hai vợ chồng mà anh nghĩ anh đi tìm thuốc Tây, có tiệm thuốc Tây nào nó bán cho anh nguyên vị thuốc không? Hỏi trên đất nước Việt Nam này coi. Có nhà tiệm thuốc Tây nào mà bán thuốc ngủ cho một vị không? Mà nếu mà cái thời gian mà gọi là tôi 4 giờ tôi quay về tôi gọi là giờ phát sinh thêm cái thuốc ngủ nữa đúng không? Đúng rồi. Đó, tại sao hôm trước không nói luôn? Lên xã không có lý. Đúng rồi. Đi làm hồ và bây giờ tôi hỏi anh ta 4 giờ đúng giờ thì mới được nghỉ. Mà tôi hỏi anh bao nhiêu này nữa. Ví dụ như tôi về 4 giờ. Tôi cho con tôi uống thuốc đúng không? Mà nó lại nói cho uống tới 5 viên đúng không? Mà trong khi đó 5 viên thì nếu bé thì nó chết ngắt. Mà khi mà nếu mà tôi cho nó uống thì 20 phút sau nó sẽ ngủ mê đúng không? Mà trong khi đó mà 20 phút sau mà nó 5 giờ vợ về rồi. Thì vợ 5 giờ về, vợ sẽ kêu con dậy, sao mày ngủ dữ vậy, vợ kêu không dậy thì vợ nó sẽ khám phá ra. Đúng không? Mà khi mà thuốc ngủ 5 viên vậy nó uống ngủ tới ngày mốt nó mới dậy. Nhưng mà anh hồi đó anh có mua thuốc ngủ không? Có sử dụng thuốc ngủ không? Thì tôi đã hỏi anh một câu á thì anh cứ nghĩ cái tiệm Tây nào nó bán thuốc ngủ cho mình. Ông có bán thì đó. Em vẫn biết là có nhưng chỉ bán 1 đến 2 viên gì đó thôi chứ không bán số lượng nhiều đâu. Tôi không sử dụng thuốc ngủ. Tôi không sử dụng thuốc ngủ. Mình tôi nói ông tôi làm cực khổ, tôi đi làm mệt vậy tôi về tôi ruộng ngủ rất ngon. Đúng rồi. Nhưng mà hai vợ chồng anh đi cùng một xe à? Cùng một chiếc xe đó, chiếc xe cũ đó đó. À. Chiếc xe đỏ là con bé lớn nên mới làm công ty rồi. Đó. Chiếc xe Subaru là nhỏ lớn làm công ty, tôi hai chồng cứ đi chiếc xe đàn đó.
trong khi đó xô đuốc bán thì rồi, áo quay xịn bán rồi. Anh đi làm cái chỗ cái đó thì chắc nhiều người cũng thấy anh chở vợ đi đúng không? Thì tới trời đó thì chắc cái đó là đương nhiên rồi. Đây nè, anh ra bên bên thầu Chí Tân An để anh hỏi đi, lúc làm ở Phước Thái làm thì hai vợ chồng đi xe đi sáng đi dịu về hai vợ chồng đó mà hỏi là em để thuốc ngủ chẳng biết em nói làm sao thì thôi chi bằng bà lấy cái bà lấy dao bà qua đây bà thọc quyết tôi chết cho rồi đi cho nó xong khỏi kiện, mệt lắm. Mà hỏi đừng có nói trên mạng, mệt lắm. Có một cái sinh mạng thôi, chết là xong, đừng có đòi hỏi. Ôi, mình đâu có bi quan như vậy, đúng là đúng, sai là sai. Tức là chết là xong, giờ bà cứ lấy dao bà qua đây bà cắt cổ tôi chứ chết. Hai mẹ con mà đâm thằng dao thì tôi chấp nhận chết, tôi không kiện mà tôi viết thư lại. Cái này thật sự mà nói thì mỗi người nói khác nhau, nhưng mà cái kết luận mình thấy nếu mà đi chung là đi về trước thì cũng khó. Về trước rồi thời gian đi làm thì phải đúng giờ mới nghỉ chứ. Trời ơi, 4 giờ anh về thì xin được một ngày với hai thôi chứ đâu có được. Bây giờ tôi nói anh 4 giờ nếu tôi về là chạy về tới cái chỗ nhà tôi đang ở đó là phải 4:30. Mà nếu mà tôi đặt thuốc ngủ cho con uống á, nửa tiếng đó, 20 phút sau con nó ngủ rồi, tôi quay đi lên chảnh cứ kẹo tôi kịp không? Mà lý do gì mà tôi nói với vợ để quay về làm cái gì? Trong khi đó một tiếng nữa hai chồng về rồi. Mà trong khi đó nếu anh không tin thì anh cứ xin đi xác định ngay nhà trọ tôi ở luôn. Rồi coi tôi có về 4 giờ không? Nếu mà tôi về 4 giờ thì về cả giờ lẫn chồng mắc gì phải dạng mình. Nó đang thời điểm đó con gái anh không đi làm hay sao mà ở nhà lúc 4 giờ? Nó đi làm hết á, mà tại vì con vợ nó cứ nói như vậy không đó. Nó không có căn cứ hả? Ừ, con nhỏ thứ Út á, nhỏ thứ ba là cũng đi làm công ty luôn. Nhỏ Út đi gửi nhà trẻ đây nè. Đây nè, gửi nhà trẻ bên cái đường anh chạy ra nè. Con Út có làm công ty gì vậy? Con Út nó làm công ty bà Thấm. Con nhỏ lớn nó cũng bà Thấm luôn, hai chị em nó làm chung một cặp đó. Là hai chị em chỉ băng lộ thôi. Rồi còn cái vấn đề á, mà đất anh mua dưới quê nữa, là con gái anh kêu là bây giờ thôi bố thí cho anh luôn, anh nghĩ sao về vấn đề này? Tôi nói thôi, tôi cuộc đời của tôi thạch Serin này nghèo là nghèo cho sạch. Kệ nó muốn nói gì nó nói đi, chờ tôi nói nó muốn làm cái gì nó làm, nó muốn gọi là phanh phui. Bây giờ chuyện nó đã im lắng rồi, nó làm càng làm á, công an người ta càng đưa điều tra nó càng mệt đấy. Kéo đi gì kéo xích thằng kia. Thế thì cái miếng đất đó là anh mua là thật sự là bao nhiêu tiền? Tôi mua là chiều ngang 40m, chiều dài 60, 300 triệu. 300 triệu. Rồi anh trả được bao nhiêu rồi? Và tôi còn thiếu bao nhiêu? Lúc đó là tôi trả hết 100 triệu, 150 triệu rồi. Trong khi đó là tôi mua thêm một miếng nữa là 4 nền nữa là chị dâu tôi bán cho tôi luôn. Mà khi tôi đóng được 2 tháng, 1 tháng 12 triệu tiền lãi á, là coi như tôi đóng được 2 tháng là Covid dập tới. Covid dập tới cho nên là tôi không có tiền đóng nên tôi trả lại cho bà chị dâu tôi. Là hiện tại là hai chị em người phân nửa. À bây giờ còn 20 mét thôi ha. Nhưng mà tôi mượn 100 triệu để tôi nuôi gà và nuôi chó, và nuôi thỏ, và nuôi vịt sim. Mà tôi bị chết hết lỗ. Bây giờ có giấy tờ gì không? Còn. À, anh giữ luôn à? Còn người ta giữ dưới, chừng khi nào tôi trả hết rồi mới lấy được gì. Bây giờ cái đất đó bây giờ còn thiếu bao nhiêu tiền? Tôi thiếu người ta 100 triệu, một tháng đóng 6 triệu tiền lãi. Nhưng mà cũng phải có giấy tờ mua bán đâu chứ. Có chứ, đã một thửa hai chị em mua chung. Một thửa là coi như là tôi với chị dâu tôi đứng. Bây giờ là chỉ cần là coi như là có tiền á, đúng không? Có tiền là xong, tôi trả cho người ta là hai chị em đi tách thửa ra. Tách coi như là. Nhưng mà cái giấy mua bán là anh giữ hay là chị của anh giữ? Tóm lại là chị giữ. Nói chung là tại mình chưa trả hết tiền mà. Tóm lại thì người ta đi chùa mà người ta không có làm vậy đâu. Mình trả hết tiền thì người ta sẽ giao chủ quyền sở hữu cho mình thôi. Tại không phải là tiền ra thì anh chưa trả hết tiền thì cũng phải có một cái tờ giấy chứ không phải là tôi nó trả bằng hết miệng. Tiền rồi anh nghe kịp chưa? Dạ. Tôi trả hết tiền rồi mà cái tiền này là tôi mượn chỉ, tôi đem cái giấy ra đem cho chị giữ lại. Dạ. Tức là khi đó mà tính đi làm cắt sổ đỏ ra rồi, nhưng mà tôi nói chị ơi em muốn nuôi gà, em muốn chăn nuôi gì cho em mượn 100 triệu. Là chị đi mượn người khác cho em, cho nên dạ. Là thôi em cứ để chị giữ đi chừng nào xong xuôi. Có nghĩa là chị em tin tưởng là giao đó thì anh đưa tiền mới lấy giấy lại đúng không? Đúng rồi, còn đúng nếu rồi. Đúng ra là phải viết cái tờ giấy là tôi giao cho chị cái sổ này, là chị có đưa cho tôi một số tiền như vậy. Là cái căn cứ với cái đất mua đất chung này nọ rồi là cái xã Hòa Lợi này nắm hồ sơ hết à. Dạ. Mình không có gọi là không có chối cãi đâu, cái nhân chứng sống rồi. Mà sao con gái anh lại nói là anh mới trả được có 30 triệu à? Tôi nói anh, bây giờ tôi dám khẳng định với anh là tôi trả như vậy, anh có dám tin tôi không? Nếu mà cái gì không biết chứ mà đắt mà mua mà cái trả 30 triệu thì nữa đó mình khó tin. Ai bán cho anh? Khó tin. Giá trị nó cao mà đưa có 30 triệu mà. Ai bán trả? Phải nói ví dụ như 300 triệu mà đưa 150 còn nghe tin được. Không phải, nói cho rõ ràng, đã em nói đây, đã mình trả tiền hết rồi mà em mượn 100 triệu, tiền em nuôi gà, nuôi vịt sim.
đó là không dính dấp tiền đất nữa, nói đâu đó căn cứ đàng hoàng chứ em nói vậy rồi chị Tư nói vậy rồi cộng đồng mạng lại suy xét tầm bậy nữa. Ừ. Nó đã tố cáo em là gọi là 150 triệu em mới trả nó có 30 triệu rồi, chị hiểu không? Con Quy á, nó nói em mới trả 30 triệu rồi, bây giờ nó là thôi nó còn cái nhiều chuyện đó để tâm sự, cái chuyện nó không nói ra được. Cái chuyện kia kìa, nó nói nó cố cáo em á. À nưng nữa hả, nưng à, cái động nó tha đọc cái bạch ọc rạm tôi Trung Quốc mà ai dù vậy. Tôi nói luôn đi rồi, nói cái tiếng này ai nghe được. Bọn em nói nha. Thôi sao đừng. Không nói à? Không, cái đó là cái cộng đồng nó môi nó xé là mệt mỏi lắm. Cộng đồng mấy đứa, mấy người lớn tuổi thì họ không có môi. Nhưng mà mấy đứa trẻ nó môi nó xé ra nó linh tinh lăng tăng lắm. Thì thôi cái nào mình không làm thì thôi, mình không nói cũng được. Đó thì tự mẹ con nó phụ. Nói chung là vợ con anh nói như vậy thì anh nãy giờ anh Thạch Salin anh phản bác lại hoàn toàn luôn. Kể từ cái vấn đề thuốc ngủ rồi cả đến cái vấn đề kia kia mẹ cho thuốc ngủ con uống à, 5 viên mà 4 giờ về trước mà trong khi đó hai chồng đi làm hồ đi. Sáng đi chiều về mà làm hồ thì 7 giờ sáng vô 7 giờ chiều 5 giờ chiều ra đúng không? Bây giờ nói anh Thạch Salin là 4 giờ chiều đã về rồi, về rồi mò mẫm mấy gái lớn không á, không có công ty nào mà cho anh về, mà trong khi công ty là con gái em mấy giờ mới về, bây giờ đi vô hỏi công ty bà Thấm mấy giờ về, công ty bà Thấm là 6 giờ rưỡi mới tan ca. Mới lại bảo là cái thời điểm mà để mò mẫm á, mà cái thời điểm mà mới đi làm về, thứ nhất là về làm hồ về ít nhất là 8 rửa rồi vệ sinh xong hết 15-20 phút rồi, mà cái thời gian buổi chiều mà thời gian mò mẫm nó không hợp lý lắm, nó không thích hợp lắm. Nhà ở chung 5-6 người thì cũng khó. Thùa. Thay rằng buổi tối hay cái gì đó thì có vẻ nghe nó hợp lý hơn. Mô Phật. Mô Phật. Trời ơi. Bây giờ hết cái này loại kia hết kia loại. Bây giờ nó cố tình nó gây vậy, em nói nó càng gây, bây giờ công an lụm nó bây giờ đây nè. Nó càng gây thì công an lụm nó thôi. Đã im xuôi rồi nó cứ gọi là môi móc rồi nào kia. Công an không có tha đâu. Quay không phải, em nói chị nè, nó làm xào xáo trong đất nước Việt Nam này, nó mệt mỏi nó bây giờ đây nè. Như con nhỏ em nó hôm qua đó, nhỏ em nó mắc á. Nó điện nhắn tin qua ghi âm nè, đòi chém đầu em này nọ rồi các thứ. Bây giờ em hả em mấy anh em bên nhà vợ hâm dọa anh hả? Ờ hâm dọa, tôi nhắn tin nó qua hâm dọa. Đừng nói mấy từ đó, ý là hâm dọa thôi, đừng nói mấy từ đó. YouTube nó cấm. Xong xuôi rồi em bắt đầu bây giờ tôi live stream lên, tôi nói là tôi chụp hình, mà tôi chụp hình lẻ rồi. Rồi xong xuôi rồi nó rút về đi, tôi chụp hình lẻ thu hồi tin nhắn đúng không? Là mấy anh em bên nhà vợ bây giờ đang ở cùng vợ anh, mấy con gái anh đó hả? Không, mấy đứa em con của người gì ở chỗ khác nữa. Còn mấy đứa em vợ kia nó không có hâm dọa tôi đâu. Cho nó chỉ có lê chửi bậy bạ vài ba câu gọi là chửi cho nó vui cái miệng. Nói chung là ai cũng chửi anh hết. Đúng rồi, cứ chửi đi. Cái chửi là cái phước lành đối với Thạch Salin. Coi như là Phật Đức Ca không có ban cho tôi phước thiệt, nhưng mà mấy đứa nó ban phước cho. Kệ. Tự nhiên người ta nói cái câu mà Việt Nam nó là câu nước đổ lá môn. Đừng có buồn. Cái gì cũng sự thật hết á. Ờ, cho em hỏi lại cái khúc này. Cái đất anh mua á, là vợ anh có biết không? Vợ anh có đứng tên chung không? Đất mua là coi như là vợ chưa đứng tên. Là chỉ có tôi đứng tên thôi. Thời chừng mà tôi khi mà tách sổ ra thì hai vợ chồng đứng tên. Đó mà giờ xảy ra sự việc như vậy rồi tôi cho nó đứng tên là mới mốt chia phần cho nó sao? Tôi chỉ để cho con tôi thôi. Tôi chỉ để cho con thôi, nó tôi không có cho đâu. Tới giờ còn tính chia vợ con không? Ngồi đó. Nhưng mà giờ tính chia cho con không? Thí dụ như giờ anh là chán án đi rồi anh có chia cho con gái mà tố tụng anh không? Không, này nó hỏi thật. Tôi nói đất á, thì tôi nói là xưa tới giờ cha mẹ tôi không cho, cha mẹ vợ cũng không có cho, mà cho được cái mạng là quý lắm rồi, thương gia mẹ lắm rồi. Mà trong khi đó bây giờ á, thì đất tôi đã nói từ đầu tới cuối, tôi đã nói là mua tôi để cho con. Mà bây giờ con nó nói cái câu bố thí cho tôi thiệt. Tôi không biết làm sao luôn, cái câu bố thí hỏi chứ cộng đồng mạng mà con chứ con, nó mới lớn mà nó cái câu bố thí với người cha, mà cái người cha này bố thí cho con nó biết bao nhiêu rồi, biết bao nhiêu cái hạnh phúc rồi. Cha không lấy từ Vĩnh Long về hai lần thì bây giờ ai bố thí cho ai? Đó, mẹ này chồng kia, cha này mẹ nọ, rồi ở đâu này là nọ. Còn cái vụ này nữa mà em bên chưa hỏi anh là con gái anh nó nói là anh định thịt luôn cái con bé nhỏ. Đó, anh nghĩ bây giờ sao? Nè, tôi đính chính nói với anh một câu như vậy. Bây giờ á, đúng không? Bây giờ theo cái lời vợ của tôi nói và mấy người dưới quê nói á, nói là tôi nói với con gái út tôi á là gọi là bây giờ á, hai chị mày tao ăn rồi đó. Còn mày tao chưa ăn. Bây giờ tôi cho anh Vi Hùng nè, anh em con nhỏ con gái út tôi hiện tại đang 4 tuổi đúng không? Anh em đi về nuôi một tháng, tôi cho anh nuôi một tháng chứ đừng nói anh về một ngày. Một tháng nha, đúng một tháng. Anh cho nó ăn uống đầy đủ, không thiếu gì, mà ngày nào anh cũng nhắc nó là
nếu mà chú Huy Hùng có hỏi con là ba con nói ăn là thay chị rồi còn con ba chưa ăn, là anh dạy con tôi đúng một tháng, y vô đó lặp đi lặp lại loại đúng một tháng rồi, rồi đem con tôi ra dạy cho nó nói 1, 2, 3 cho nó nói đi, rồi con tôi nó nói được hay không. Nó chỉ có lanh nhảy múa ca hát này nọ thì tôi công nhận, nhưng mà con nít mà kêu bẻ lưỡi nói như vậy, hai chị mày á ba ăn rồi còn mày ba chưa ăn, tôi chấp anh dạy con tôi một tháng rồi đem ra cho nó nói câu đó. Nhưng mà chị lớn đâu có ăn đâu mà nói hai chị ăn rồi con bé nhỏ. Thì tôi nói anh nghe đó là cái câu đó là cái bịa đặt của những người gọi là muốn gây lên tình tiết, thêm mắm thêm muối vô để cho gọi là bùng phát ra cái hiện trạng như thế này. Con bé con anh út nó có 3-4 tuổi gì 4 tuổi làm sao mà nó nói cha nói với con là ăn hai chị rồi còn cha, đầu tiên nó phải nói vậy, mẹ cha nói với con là hai chị cha ăn rồi còn con cha chưa ăn. Bây giờ tôi nói được câu đó làm sao con bé nó nói được. Bây giờ đem đi dạy 1 tháng đi, bà con trên cộng đồng mạng, những người nào binh vợ con đó, những người nào mà phân hướng mà gọi là binh vợ con 100% cá luôn cái đầu luôn á, có nhiều người cá luôn cái đầu. Đúng rồi. Mà có nhiều người á là nói chung là có nhiều người người ta vẫn còn không phải là chuyện bênh hay không bênh ở đây, người ta vẫn đồng tình với cái quan điểm của vợ và con đúng anh. Đúng rồi. Mà có cái cô thầy bói ở bên Long An Đức Huệ vậy đó, là cậu nói là cậu là thầy bói chứ cậu dám cam đoan 100%. Cậu nó cam đoan rồi xong xuôi rồi, còn cái cô ở ăn chay gì niệm Phật gì ở bên Đồng Tháp gì đó, cô đó là cậu nói cậu tu 9 năm, nhưng mà theo cô tu 9 năm gì, con xin lỗi cô nha, em xin lỗi chị nha, chị thêm tu thêm nữa, chị tu thêm nữa mới đạt được chánh quả, mới xuống núi được chị. Chứ bây giờ chị tu 9 năm yếu quá, chị nói chuyện phát ngôn là em thấy chị nói chị không binh ai, chị không binh bên nào cả, mà chị toàn là nghiêng về bên vợ tôi không, chị đâu đứng trong tài kẻ giữa đâu, trong khi chị nói không binh á. Đầu tiên nhất mình là quan sát viên, mình là một là tổng tài, mình gọi là góp ý kiến vô, gọi là bây giờ bên nào như thế nào, tội nghiệp hai vợ chồng này không biết là bên nào đúng bên nào sai. Và trong khi hai đứa đó là phải có một người để gọi là chịu trách nhiệm về cái phần gọi là cáo buộc. Đó, gọi là như vậy mới là gọi là đồng tình. Còn đây chị nói là không, chị không đứng đâu, gì ăn chay 9 năm, kể cả chị ăn chay 80 năm đi chăng nữa, nhưng mà cái phát ngôn của chị là không có gọi là không có chuẩn gì vậy. Là ý là cái người đó, khán giả đó kêu anh là có hãm hiếp con đúng rồi 100%. Rồi còn dám khẳng định. Còn cái cô kia em hổng lên bình luận trên cái mạng mà nói kể cả người phụ nữ mà có 10 đời chồng đi chăng nữa cũng không sao, tại vì người ta đang nghèo, người ta đang khó khăn. Mà trong khi đó cậu nói với anh Thành Trung á, cậu nói là coi như á vợ mới vừa ở với nó mang bầu, vợ đi ra xong cái nó nói vợ là mang bầu với ta 2 tháng nè, chị cô vợ của con nó đi tới 2 năm lận cô à, con mang đem về là nó đã mang bầu 2 tháng nha cô, nhớ rõ câu đó chứ không phải là mới đi hôm qua mà con đem về con nói vợ con mang bầu với anh khác đâu cô, đính chính là cho nó rõ ràng, cô mình là người lớn người Việt Nam mình nói chuyện cho nó phải trái cô à, chứ cô ham, con thấy cô ham nói, thậm chí mà anh gì ý là nói hết phần người khác. Thành Trung đúng rồi, anh Thành Trung mà góp ý kiến vô góp không nói được cái cô luôn, cô cứ nói này nghe cô nói này, nghe câu nói nè, cô nào cũng cô nói hết, cô không cho người ta góp ý kiến vô, cô độc quyền bảo thủ như vậy là ai nói được, kể cả con đây nè, con nói chuyện mà khi mà YouTuber người ta hỏi con thì con cũng phải để cho người ta nói cái cảm xúc người ta, chứ cô cũng giống y như anh Hải, nó không cho ai nói được cái gì cả. Rồi nói chung là anh nghe vợ con anh nói anh cũng bức xúc ha, buồn không? Buồn nhưng mà tôi tính cũng không nói đâu, tại vì anh qua đây gọi là anh em mình gặp nhau tâm sự ha, gọi là mình tâm sự để cho cộng đồng mạng chia sẻ. Chứ thật chất ra như cái anh hồi nãy mà điện từ bên Long Phú về đó, nói tôi tại sao mà đi đem con gái đi ngủ bên vườn dưa là mục đích như thế nào. Tôi hỏi anh mỗi cây mỗi hoa mỗi lá mỗi cảnh, trong khi đó con tôi nó còn nhỏ, tôi kêu vợ tôi ra ngủ, mà trong khi đó là anh biết không, một khi mà mình ngủ ở vườn dưa đó là giữa cái đường gần cái đường lớn, mà trong khi đó là lỡ ví dụ như có ăn trộm ăn bộng vô nó thức, nó kêu thức cha này cũng thức rồi cũng đuổi người ta được chạy, cũng góp một phần đi đúng không, mà tại sao anh không đứng như vậy mà cái cha con mà ngủ chung với nhau ngồi đó để cho vui thì nó là bình thường, nhưng mà con tôi nó nằm trên giường, tôi nằm trên võng đính chính từ đầu tới cuối, nói chuyện đó là chuyện bình thường chứ không phải dựa vào căn cứ vào đó. Nhưng mà con em nằm trên giường em nằm trên võng, nói cho rõ ràng, phải nói có sách mắt có chứng, nói phải có người làm chứng thì thôi. Thì nó chị Tư khoan, chị Tư khoan đó. Đã nói không chịu nghe em đã nói cái đó là năng bích đi, tự nhiên cái nói hoài thôi, từ từ đi, cái nào mình chia sẻ mình chia sẻ, còn cái nào mình mà 2 ngày nữa người ta mới tung cái đó lên.
Bất ngờ được chị nói cái đó, cản gì không được luôn á. Giờ anh nói em giống như đang xem bộ phim quá. Anh từng em đã cho chị cản chị lợi, bây giờ cái đó đang bích 2 ngày nữa, qua 30 tháng 4 này mới tung lên. Đó, cho người ta mới biết sự thật. Bây giờ dưới quê mình thì người ta nói gì thì quý rồi. Quê của anh á hả? Quê em tất cả luôn, mà con cô bác dòng họ. Đó, thì giờ chị cho em phải em like chị được, em thương chị lắm. Thì nói chung cũng không có gì quan trọng hết. Anh chia sẻ cái nào anh ngắm, anh chia sẻ, cảm thấy anh chia sẻ thì anh chia sẻ. Còn cái nào anh không muốn chia sẻ thì em không có ép anh. Anh không, ha, cái đó thì là tôn trọng lẫn nhau, không có gì hết. Tôn trọng cả, kể cả bên anh Huy Hùng và bên anh tên gì? Minh Anh, chẳng dài. Minh Anh hả? Dạ. Ừ, kể cả bên anh Thành Tung cũng vậy nữa. Chia sẻ anh em mình cùng gọi là, mình cũng là người Việt Nam, gọi là cái nào đúng cái nào sai mình đưa vào cái sự thật. Chứ mình không bài vẽ hay là cắt ghép như thế nào hết, cái đó là cũng là không hay đâu, đúng tại rồi. Vì mình mái nhà chung mà. Đúng không? Thì bây giờ nói chung là đáng cái... Đó chị Tư. Cái câu chuyện này á thì bây giờ thật sự nó rất là phức tạp đó. Yeah. Tại vì nó như những câu chuyện khác nó có thể là như thế này thế kia. Nhưng mà câu chuyện này nó không thể 50-50 được. Sẽ có một bên đúng và một bên sai. Đúng rồi. Nếu anh đúng thì vợ con anh sai. Thì tôi nói anh á, nếu mà tôi sai á thì tôi ở tù thì không có người nào đi thăm tôi đâu. Chị tôi đó chị nghèo vậy đến tiền đâu thăm. Còn vợ tôi mà ví dụ nó ở tù á thì tôi cũng ổng con đi hàng tuần hàng tháng để thăm nó. Thì bây giờ cái anh chia sẻ thì mọi người cũng nhìn nhận với góc độ là khách quan thôi. Còn nếu anh mà nói đúng hợp lý thì người ta cũng ủng hộ anh. Nhưng nếu anh nói sai thì mọi người người ta cũng phản bác anh thôi. Chứ cũng thì không đó ai... giờ tôi nói bà con cộng đồng mạng đó, thấy không, thấy tôi không gầy thất nghiệp này, không có việc à. Làm mà đi làm cũng không có ai mướn nhiều làm. Nhiều đồ nghề quá trời luôn ha. Ủa mà bữa hết nhiều sao nay hết nha. Mày có bán bớt ăn không? bán không ai dám vô mua đâu. Mình đang tai tiếng ai dám mua của không mình. Không ai dám mua à? Ừ. Bữa anh nói đói anh cũng bán xe rùa này kia anh ăn rồi anh thấy ít. Bây giờ em đang cần cái máy hàn này. Anh có cần tiền không? Bán cho em về để em trùng ơi. Máy hàn, máy khoan, máy cắt, máy đục nói chung. Cái này anh mua cũng nhiều tiền đấy hả? Thì cái này bọn á. Đồ nghề là nhiều tiền đó. Máy khoan, máy đồ này. Hàng thương hiệu không à? Này máy cắt Có phải mua hàng tốt không đúng không? Bot. Bot là người uy tín này. Đó, quá trời đồ nghề. Máy đó, hàn, máy cắt. Máy cắt bàn, máy dùi. Cái này cắt gạch ha. Cắt gạch. Rồi. Vậy thì máy tiller. Tiller. Đầy đủ đồ máy trộn. Cái này như là anh là làm thầu rồi. Không phải thầu, nói thầu mắc cỡ người ta chết. Mình không biết chữ làm thầu gì, không, mình chỉ đi làm thợ hồ thì chỉ cần cái ba cái bàn trà thôi chứ. Nói chung là anh nhận công lại. Nhận công lại. Tức là em đi nhận, ví dụ như người ta thầu lớn người ta lãnh xong thôi, cái ta là giao lại thầu 1, mình lãnh thầu 2 gì đó, ví dụ như người ta lãnh thì người ta mấy. Thầu nhỏ, thầu nhỏ. Tiếng thầu nhục đó, cười mắc cỡ thôi chứ. Khoán. Khoán rồi, bây giờ ăn mét vuông mà, xây tô ốp lát. Bây giờ em cũng mới nghe cái vụ này á, em cứ tưởng thầu làm một phát là người ta nhận hết chứ. Có thầu là người ta có tất cả những máy móc, máy tờ này nọ rồi bắt đủ thứ hết à. Còn mình đâu có gì đâu, mình chỉ đi nhận lại của người ta. Thì em như... lao động em nhìn em biết mà, nhìn lại là biết thầu, nói chung là thầu lớn, thầu nhỏ. Ví dụ một cái căn nhà nhỏ, anh lạnh người ta. Nghề dưới giường còn nhiều nữa, giấu dưới giường còn nhiều nữa. Còn thợ hầu chứ cần cái bàn tay, bàn trà. Bây giờ anh á, ở khu vực Long Thành này á, mà bây giờ ví dụ bà anh xây một cái nhà anh có xây được không? Anh dám nhận không? Không, không dám nhận, phải có người coi bản vẽ mới được. Phải mình kiếm được cái người coi bản vẽ, nhận một cái người đó là phải coi có bằng. Ví dụ nhà cấp 4. Thì nhà cấp 4 anh cũng phải có cái bằng. Anh phải có cái bằng với lại cái người có bằng là gọi là lãnh. Tưởng nhà lầu thì mới cần chứ. Không có, anh phải có cái bằng là nhà nước mới cho anh xuống móng chứ, bằng không là cưỡng chế anh sao? Không, ví dụ như ở Long Thành này sau này ví dụ mà kết quả mà anh vô tội chẳng hạn đi. Mà ai người ta không muốn ủng hộ anh thì cái khả năng mình làm được bao nhiêu thì mình nói, chứ mình đừng có phô trương lúc đó mình làm không được là mắc cỡ thiên hạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là cộng đồng mạng người ta biết hết, cho nên là tôi nói tôi chỉ là xây tô ốp lát thôi. Và coi như là tôi lãnh ăn mét vuông thôi. Sửa chữa các thứ này nọ các thứ, chứ còn lãnh cái lớn là tôi không có làm được, tại vì tôi không coi được bản vẽ, nó rõ ràng là vậy. Chứ biết đọc đâu mà coi đúng không? Cho nên đó nó từng chi tiết lắm, ví dụ như là cái cửa rồi cái cửa sổ là bao nhiêu nhiêu các thứ. Chữ tiếng mình, chữ bên mình cũng không biết luôn hả? Không biết luôn. Nhưng mà tiền đồ anh biết không? Tiền biết chứ. Tiền bao nhiêu cũng biết hết đúng không? Ừ. Cộng trừ nhân chia biết hết. Thì tính bằng cái đầu. Còn chữ không biết viết thôi. Đúng rồi. Ví dụ như 1 triệu. Đấy biết hát không? 1 triệu hả? Không. Biết hát. Nhìn không. Biết. Sao không biết hát? Sao có karaoke ở đây? Đã biết hát. Cái này nghe nhạc hả? Cái này nghe nhạc. Đó, mua cho con gái nè, thấy không? Mua cho con gái hát hả? Cho hai đứa con gái nó hát đó, đỡ buồn 12 triệu 500 đó. Trời ơi.
Mua trả góp trả hết chưa? Hết rồi. Tủ lạnh cũng mua trả góp luôn. Thì thôi, thì nói chung hôm nay để kết thúc chương trình, anh có lời nào anh muốn nhắn gửi tới vợ con anh không? Không, tôi chỉ nhắn vợ con sống cứ coi con Út chứ đừng cho nó bệnh hoạn này nọ, cứ tội nghiệp nó. Còn như hai mẹ con bà tôi hết dám nhắn gửi gì rồi. Rồi để qua xong chuyện này đi, tôi cũng không có phải là, tôi cũng phụ tiền bạc để nuôi con chứ không phải là tôi không nuôi mấy bà đâu, nuôi con đâu. Dạ. Đó mà cái nguồn gửi tiền từ đâu thì tôi không biết đường gửi tiền cho mẹ con bà. Vẫn quan tâm con hả? Chứ sao giờ máu mủ của mình mà. Dạ rồi. Thì hôm nay thì anh chia sẻ vậy thì em cũng ghi nhận những cái lời nói của anh. Thì anh Thạch Sarin anh nói là chuẩn bị sắp tới sẽ có một cái thông tin rất là bất ngờ mà quý vị khán giả cứ chuẩn bị đón xem đúng không? Đúng rồi. Rồi trắng đen nó sẽ rõ ràng. Có cái nhiều tố bất ngờ mà gọi là bất ngờ luôn. Theo lời chia sẻ của anh Sarin là bất ngờ luôn. Thì thôi cũng hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Rồi chúng ta vẫn luôn là thượng tôn về pháp luật, chứ chúng ta cũng không nên quy chụp phán xét ai bất cứ điều gì. Người nào sai thì cho là sai, người nào đúng là cho là đúng. Đúng rồi. Mình là cái người bình luận này, mình phải đứng là quan sát viên và là một người tổng tài. Mình làm sao cho nó gọi nói là chung là sai. Em cũng xin ghi nhận tất cả các ý kiến của mọi người khán giả, nhưng với điều kiện phải tôn trọng lịch sự văn minh. Đúng rồi. Đó thì em sẽ ghi nhận. Thì hôm nay em cũng tới đây rồi ghi nhận cái câu chuyện của anh để chia sẻ với quý vị khán giả. Rồi sau này có thông tin gì mới thì em sẽ tiếp tục cập nhật để chia sẻ tiếp. Nhưng quý vị khán giả nào gặp khó khăn trong cuộc sống, rồi có những cái vấn đề bức xúc trong xã hội mà cần tụi em giúp đỡ thì hãy liên hệ với tụi em qua số điện thoại trên màn hình. Tụi em sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình. Rồi ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và bấm vào chuông để đón xem những video một cách mới nhất và nhanh nhất. Và mọi người cũng đừng quên để lại cái lời bình luận góp ý ở dưới video. Rồi cảm ơn toàn thể quý vị các bạn. Anh chào mọi người. Chào anh em và con cô bác. Chào anh.